Dạ chào anh ba. Anh ba, em đã điều tra kỹ rồi. Hàng tụi nó tập kết sau cánh rừng này nè anh ba. Tụi nó có hai lớp bảo vệ, ở bên ngoài có hai thằng, còn ở trong láng trại á là có thằng ra đi và hai thằng nữa. Nếu như lợi dụng lúc tụi nó sơ hở, mình tập kích bất ngờ, liệu có trở ngại gì không? Em theo dõi tụi nó, thấy tụi nó lúc nào cũng túc trực canh hàng rất cẩn thận. Khó lắm anh. Phải kiếm cho anh vài bộ đồ đi rừng. Dạ. Anh ba, tụi nó bên đó anh ba. Chuyến hàng lần này lớn lắm đó, nhớ canh chừng cho kỹ, không là anh ra đây xử mình chết. Dặn tụi nhỏ nhanh gọn lẹ, tuyệt đối không được nổ súng. Sao vậy anh ba? Chắc chắn tụi về cũng đang ém đâu đây. Nếu như nổ súng, chẳng khác gì bức dây đồng rừng. Em biết rồi. Huân, Tâm, theo tao. Dạ. Đợt hàng này mà trót lọt là ấm cả năm luôn á. Hai thằng bay chia nhau ra. Ê, có thằng nào lãng vãng kia kìa. Nè thằng kia, mày đi đâu đó? Chào hai chú. Tôi lên rừng lấy nấm mà bị lạc đường á. Không biết hai chú còn nước không, cho tôi xin ít được không? Ở đây không có nước cho mày uống, biến. Anh em đi rừng không à, tiết diện chút nước. Thôi, lỡ gặp rồi coi như anh em mình có duyên. Mình hút với nhau đi thuốc nha. Thằng này cũng biết điều. Tao biểu, tao thấy tình hình không ổn. Mày ra coi thành Phước với thành Hải coi sao. Dạ. Dạ. Chào ông anh. Chuyện gì? Lên rừng lấy nấm mà bị lạc đường á. Bây giờ khát nước quá, không biết ông anh cho xin chút nước được không? Ở đây không có nước mày biết. Đại ca có biết? Cẩn thận đại ca ơi. Tụi bay rút đi. Lâu quá rồi bị ngu đó. Về thành phố mà cập nhật thông tin đi ra đi. Tao là Long Rồng Đỏ. Long Rồng Đỏ? Mày là người của ai?
lời, thì ra là mày. Tao nghe nói mày đã phản anh Thạch Thanh. Tao không muốn gây thương vong gì ở đây. Tao biết Thạch Thanh không phải là người có quyền quyết định cuối cùng. Tao cần gặp ông Trùm để thương lượng. Anh ba chỉ muốn biết ông Trùm là ai. Mày im lặng như vậy là tự tìm đến con đường chết. Tụi mày có tìm hết khu rừng này cũng không tìm được ai đâu. Tao không có thời gian để trả treo với mày. Nói, mày muốn giết thì giết đi. Tao biết nó đang lảng vảng quanh đây thôi, nhưng tới giờ này nó vẫn chưa xuất hiện để cứu mày. Mày nghĩ sự hy sinh của mày có đáng không? Tao nói cho mày biết, mày chiếm được số hàng này thì mày cũng tránh được yên đâu. Tụi nó đang cầm bằng chứng để đẩy mày vô chỗ chết, mày biết chưa? Mày chết là xong chuyện. Mày muốn biết chùm cuối là ai chứ gì? Để tao nói cho mày nghe. Dân An Hạ. Tao nói cái tên này không phải là tao sợ mày. Tao biết chắc là mày sẽ không thả tao. Tao chết hàng mất, mày cũng không được yên giới Dân An Hạ. Hãy nhớ cái tên này để biết mình chết với ta ai. Dân An Hạ. Dân An Hạ. Kiểm hàng đi. Dạ. 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 Em chia thành 75 thùng. Chia nhỏ ra, dân chuyển về thành phố thành 5 đợt cho anh. Chờ ngày mai anh em thu mua nông sản xong, em sẽ tiến hành. Chú ba, con đã đào sâu vô những trang web nhưng vẫn không thấy cái tên Dân An Hạ. Có khả năng thằng ra đi nó bịa ra để nó hù mình. Nếu thằng ra đi là trùm cuối thiệt thì phải tìm được ổ cứng ngay chỗ nó, chứ không thể để người khác tung ra được. Họ Dân, không lẽ là người Việt gốc Hoa hoặc là người dân tộc? Nếu là họ Dân á thì còn có thông tin này nè chú. Dân thị, gia tộc có truyền thống buôn bán ma túy từ thời phong kiến. Địa bàn hoạt động là Chợ Lớn, Long Khánh, Tình Biên, Tà Keo. Vậy là chú biết rồi. Không ngờ lại là người của gia tộc tụi nó. Tao nghe. Anh ba ơi, hàng bị dính rồi. Cái gì? Hàng bị dính hả? Tao la liều nghiên kỹ lắm rồi mà tại sao còn bị như vậy? Dạ, hàng bị dính rồi, em gỡ không được. Thôi liệt rồi, để tao thinh. Ma lo. Dạ, chú. Mẹ kiếp lo, hàng của mình bị dính rồi.
Tao là liều nghiên, rất kỹ, lường ly lướt bước, vậy mà vẫn bị. Chắc chắn trong nhóm mình có lội gián. Ủa, ba Lợi với tụi kia lâu? Dạ, ba Lợi với tụi kia đi ra ngoài rồi chú. Mà mấy ngày nay con thấy ba Lợi với tụi kia thì thầm to nhỏ gì đó chú. Mày đi lôi lầu tụi nó về đây cho tao. Dạ. Thôi khỏi. Có em đây anh. Có chuyện gì mà thấy anh bá có vẻ nổi giận dữ vậy? Ba Lợi, thái độ của mày như vậy là sao? Hàng chuyển ly thì bị dịnh, tao lá liều nghiêng trước mấy bữa, vậy mày vẫn bị sập. Mày nói cho tao biết liền, có phải mày là tôi đó? Mày dám! Bao lâu nay anh ăn trên đầu trên cổ tụi này quá đủ rồi, đến lúc phải thay đổi. Tất cả những đứa này bây giờ không đứa nào phục anh hết. Nó theo tôi hết rồi. Lộ phản phúc, lúc tao qua Sài Gòn mày quỳ dưới thân tao để mà xin theo. Lúc đó mày chỉ là thằng phán lẻ còn con, bây giờ mày lại phản tao hả thằng chó? Đã đến lúc phải đổi khác. Tre già thì măng mọc. Văn Thiên Bá, anh phải biến mất thì thằng em này mới có cơ hội phất lên được chứ. Mày dám! Tụi bay muốn sống thì theo tao. À? Dạ em nghe anh ba. Văn An Hạ, thì ra là dòng họ của nó chưa tuyệt tự. Anh có thông tin gì mới không? Anh đang coi kỹ lại lời cuối cùng của Thạch Thanh nói với Diệu Minh đây. Nhưng mà chúng ta đã coi đi coi lại nhiều lần rồi, đâu có gì dùng được đâu anh. Tất cả đều có vẻ vô nghĩa. Đúng vậy, nên Diệu Minh mới không cung cấp được thông tin gì cho chúng ta. Không phải là Diệu Minh không cung cấp được, mà là chị ta vẫn không chịu hợp tác. Đi gặp Diệu Minh thôi. Dạ. Ngăn anh lạ. Vâng anh à, bà Ngân hả? Ngân hàng dạ. Quân ăn hại. Văn An Hạ. Chị Minh. Ờ, dạ. Trước khi chết, anh Thạch Thanh nói Văn An Hạ là ý gì? Tôi nghe cũng không rõ nữa. Anh nói thều thào lắm. Người sắp chết hay nói sảng vậy đó. Chị có chắc là chị không hiểu ý nghĩa của ba chữ này không? Vậy theo anh, ý nghĩa của ba chữ này là gì? Chị Minh à, Radi và đàn em đã bị giết chết hết ở Tà Keo. Và chỗ tập kết của Radi cũng đã bị dọn sạch sẽ. Trời ơi, thằng em của tôi. Bởi vậy cho nên chị biết những gì từ anh Thạch Thanh nói, chị có thể thông tin cho chúng tôi. Những gì tôi biết tôi cũng đã kể với các anh hết rồi.
Thôi được rồi, cảm ơn chị đã hợp tác. Chào chị. Dạ. Anh Đăng, vừa mình nói dối và bị chuyện đúng không anh? Vì vậy nên anh mới hé lộ thông tin. Kể từ bây giờ anh sẽ cho người tới hỗ trợ em. Dạ em biết rồi. Cẩn thận nha. Dạ. Cà phê này uống cũng được đúng không? Cũng được. Chắc là xong vụ này xin cấp trên nghỉ phép vài ngày chứ cũng đuối rồi. Anh ơi, có chuyện gì? Mình có thuốc không anh? Chúng tôi không có thuốc, mời đi cho. Gọi xe cấp cứu và tấn Đăng đi. Cách ra tay này anh rất hiểu. Đó là một sát thủ chuyên nghiệp. Cái tên Giang Ngang Hạ này quả là không tầm thường. Vì vậy tên sát thủ này có thể là do Giang Ngang Hạ điều đến để giải thoát cho Diệu Minh.
Diệu Minh đã được Thạch Thanh gửi gắm và nghe theo lời của người này tiến hành mọi việc. Chị không thoát chúng tôi được đâu. Thằng em họ tôi đang nằm trong tay của Ba Lợi. Ra đi mà để bị bắt dễ dàng vậy sao? Tôi cũng không ngờ nó... Trước khi chết, anh Thanh không có nhắn nhủ gì chị à? Anh nói là tôi hãy sống tốt. Tôi cũng không biết nữa. Giang Ngang Hạ, Giang Ngang Hạ chính là trùm cuối trong cuộc chơi này. Được biết, cái tên Giang Ngang Hạ không hề tìm thấy trong hồ sơ lưu của cơ quan công an. Nhưng đối tượng buôn bán ma túy họ Giang thì khá nhiều. Hồ sơ này có được từ các vụ án ma túy quốc tế. Giang thị này là gia tộc rất lớn, có các chi họ rải rác khắp châu Á. Bọn chúng buôn bán ma túy từ thời phong kiến. Giang thị này có mối giao tình khá tốt với Trúc Liên Bang và Hội Tam Hoàng. Địa bàn hoạt động của chúng rải rác ở các tỉnh thành Việt Nam và Campuchia. Giang thị này không đơn giản, xuất thân từ Trúc Liên Bang nên cách ra tay vừa rồi khá là giống. Alo, tôi Dương nghe đây. Chị Dương ơi, Lily biến mất rồi. Cái gì? Người của mình bên đây cũng bị thất thủ rồi chị ơi. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Bên chỗ giữ Lily nói con bé biến mất rồi và người của chúng ta cũng bị thất thủ. Có thể là liên quan đến Diệu Minh, chị ta muốn đưa con bé đi. Nhiều khả năng những clip xét mà chúng ta đang tìm kiếm nằm trong tay của Diệu Minh. Diệu Minh sẽ chuyển cho Giang Ngang Hạ. Giờ đã đến thời điểm Diệu Minh đánh một trận sống còn với Ba Lợi. Vậy mà nào giờ bà ta cứ nói là không biết mà cứ đòi về Ma Cao cho an toàn. Quá ra là để bắt mối với trùm cuối. Vậy mà từ trước tới giờ bà ta diễn sâu thật. Cuộc đời mà, ai cũng có một vai diễn của mình. Quan trọng là phải biết cái giới hạn của nó. Các đồng chí, tiến hành thôi. Rõ. Rõ. Đến bốc thuốc hả? Bệnh gì vậy? Chào ông. Thế anh Sơn Sa Rịnh Huy Lý lối cái gì? Ngộ không hiểu. Người của hội Thiên Sanh sát thủ. Cái hội đó chỉ có trong truyền thuyết thôi, làm gì có thiệt. Ông nhìn đi. Ông biết người này hả? Chỉ một chiêu ra đòn làm cho đối phương học máu, dập phổi, dập gan.
Đây đâu phải là truyền thuyết. Thiệt hay giả gì cũng đâu có dính dáng tới Ngộ đâu. Ngộ đâu có biết gì đâu, không có liên quan. Nghe nói là ông muốn gác kiếm để yên ổn làm ăn. Vậy mà bây giờ chúng tôi muốn hợp tác với ông thì ông lại từ chối. Chắc là cơ quan điều tra sẽ còn tìm ông dài dài đó. Tìm tới đây thì ngủ tiếp thôi. Đâu có gì đâu mà sợ. Nếu cần á, xin cái lệnh khám xét ly cho xét thoải mái. Ngủ làm ăn làng hoàng, ngủ bán thuốc mà. Chào ông. Ủa, vậy không mua thuốc hả? Đưa Lily đến chỗ an toàn rồi đúng không? Tốt lắm. Chị hả? Công an tới cửa hàng thuốc bắc, lẹ thiệt. Vậy bây giờ phải làm sao? Nhóm ra đi, không còn sống sót một đứa nào. Mẹ kiếp, thằng khốn Ba Lợi đó. Đúng là nuôi ong tay áo mà. Tấn rưỡi mà Tây đã bị tụi nó cướp luôn rồi. Chị thật không ngờ Ba Lợi nó dám làm tới mức đó. Đã biết nó là thằng hai mặt, nhưng cần phải dựa vào mối quan hệ cộng sinh của nó và ông Sáu. Chị đã kêu ông Thanh chơi ngược lại nó bằng cách lấy trộm phim. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại không như tính toán. Không sao, chị vẫn còn đường binh. Chào anh. Tôi biết cái ghế anh đang ngồi nóng lắm. Giờ anh đi bắt án ma túy này đi, sẽ mát lại liền. Tôi nghĩ anh tự hiểu đứng về phía nào sẽ có lợi. Trong thời điểm nhạy cảm này, chọn sai đối tác là chọn cái chết đó. Chào anh. Ba Lợi, ngày tàn của mày tới rồi đó. Sao, ổn hết trong con? Dạ, hàng nó đang chạy bình thường đó chú. Thua rồi anh ba. Mấy ông không chịu nhận tiền, làm sao mình đi hàng được? Chắc là mấy ông đang lo sốt gió vụ cái clip, cho nên tạm thời chưa dám nhận tiền. Chúng mày có nói với mấy ổng là mình đã xử lý ổn hết rồi chứ? Em có nói rồi. Mấy ông nói tạm thời nằm im đi. Bây giờ mà mình nhúc nhích là có người lụm mình liền. Ai? Đặt danh. Dân An Hạ, nó bắt đầu ra tay rồi. Nó có đồ chơi mà mình không có chắc. Thiệt là mình muốn chơi đàng hoàng mà mấy thằng chả không cho. Để coi bây giờ mấy chả còn dám từ chối nữa hay không. Quân, làm đi con. Dạ. Cô có biết gì về cái tên Văn An Hạ không? Tôi rất mong cô thành thật khai báo để có tình tiết giảm nhẹ. Cô nói đi. Tôi chưa từng nghe qua cái tên này. Vậy cô có biết phía trên Thạch Thành vẫn còn một người nắm quyền lãnh đạo không?
Mà tới gần đây tôi mới biết mối quan hệ của Thạch Thanh và Ba Lợi. Trước đó tôi chỉ biết Ba Lợi thôi. Nếu như sớm biết bọn chúng cùng một phe, tôi sẽ không đợi nào. Dương, không phải là tôi muốn sai, mà người ta khiến tôi sai. Thôi đủ rồi Thạch Thảo, chúng ta không nói chuyện ngoài lề. Vậy Dương còn muốn hỏi gì nữa không? Dạ, em cảm ơn anh Bảy nhiều. Để em cho tụi nhỏ của anh Bảy liền. Dạ, một thùng táo New Zealand nha anh Bảy. Dạ. Em đi nghe anh Ba. Còn coi đào sâu thêm mấy tầng nữa, chắc chắn phải có chứng cứ gì của Văn An Hạ chứ. Chú để con lo. Cô biết gì về Diệu Minh? Là một bà nội trợ, ghen tuông, sợ chồng. Không đúng hả? Vậy bà ta là người như thế nào? Cô có muốn gặp bé Liên không? Có, tôi muốn chứ. Vậy tôi sẽ hỏi thử coi có cơ hội nào thích hợp không. Cảm ơn cô đã hợp tác. Cảm ơn Dương. Anh Quang, em biết là đang nhìn thấy em. Chào anh, vui lòng cho tôi kiểm tra giấy tờ. Dạ, giấy tờ đầy đủ anh.
Anh cứ kiểm tra trong này đầy đủ hết anh. Anh vui lòng mở cửa xe cho tôi kiểm tra. Anh ơi, anh thông cảm đi. Xe em chở hàng nông sản lên thành phố chứ không có gì đâu anh. Anh cứ mở cửa xe ra đi. Chú Ba, tín hiệu ngừng di chuyển nãy giờ cũng khá lâu rồi, không biết có chuyện gì không nữa chú Ba. Gọi cho tôi nói coi sao. Dạ em xin phép anh. Có chuyện gì không vậy? Anh Quân ơi, có biến rồi. Xe em bị giao thông thổi. Cái gì? Tại sao không điện thoại báo cho tao? Dạ em chưa gọi là anh gọi cho em đó. Được rồi, để tao báo chú Ba. Dạ dạ em biết rồi. Dạ dạ tranh thủ nha anh, em chờ nha. Dạ. Chú Ba, nó nói bị kiểm tra đột xuất. Biết ngay mà, em không đi theo xe hàng là xảy ra chuyện liền. Tôi trọng án đang săn mày, mày đi theo bị hốt sớm luôn hả chị? Ôi mày, hôm qua anh em mình đã thỏa thuận với nhau rồi, tại sao bây giờ công an đang chặn chốt xe lại để kiểm tra bất ngờ là sao? Chú Ba thông cảm cho anh. Anh cho hốt xe của chú á, để bên kia nó lắng đi thôi. Chú biết gì vậy anh, thì bên kia nó cũng biết mà. Hy sinh xe đầu, chả nghĩ tụi trọng án sẽ không truy tiếp sao? Quân, báo tụi nó là cứ kéo dài thời gian, để chú Ba sẽ tìm cách giải quyết. Dạ. Chắc có lẽ ông anh không cần cái ghế đang ngồi nữa đúng không? Nếu lỡ ông anh đi ăn cơm tù hoặc phải tử hình một mình thì đâu có gì đáng nói. Cái đáng nói là toàn bộ gia sản của ông anh sẽ mất hết. Con đường vượt qua khó khăn hiểm nguy trước mắt.